cái cua ở chỗ đó. Alo. Cái lời là ông ngoài đi chứ. Đó. Đang cần cái lời thôi. Em là một cái nhà. Đúng rồi, 15. Cái nhà mà vừa nó có cao đi chứ. Nó rất là mạnh mà mua anh. Chị Phương ơi, em về sống rồi, em bữa này cho. Thôi cho ngoài nó, cho người Hồng Kông lấy 55 đâu mà ngoài Hồng Kông lấy 55. Tiền lấy cái gì nhanh bộ tròn chứ. Bán ra những cái lò sầu này nấu canh đó. Nó thấy cái gì thấy nhiều không? Không á lò. Cá đâu thì. Không. Bà có thấy cá đây không? Có lá không? Bỏ đây luôn đi chứ. Một bé là 40 con. Bé hả con? Đó kìa, đưa tiền lại cho bà đi đến đây. Có sốt đấy. Tôi chụp cô chị đâu. Đấy, tiền bỏ đây đi. Đi có chụp bà. Có chụp. Cái này có chụp. Con này, con hết.
giờ để có là cá Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ta lo. Lo cho con á. Mua cái thạc không. Chiếc hơi nghiền rồi đó. Thưa một chiếc mà quay phim mà lên trông mà có đầm gì lo đó. Không lên. Có phải đọc đó khó khăn là phải phải sót chứ đừng làm thằng bữa. Đây là nó hơi khó khăn. Bài ra tôi đi tìm đây đúng rồi. Đậu nam đầm nè.
Thank you.
ta? Để con nó có đi.
cảnh đi. Cảnh đi xuống mới đẹp nè, đó cảnh đây mới đẹp nè. Con đứng đó qua con cái này nó nhỏ lắm. Thank you.
con về mà tao mua. Dạ, mà con tao. Đây, đây, đây.
Con nó cũng thấy là không phải
năm qua bốn hết rồi, mười lăm rồi nhé. Ôi trời ơi, chắc nó chật lắm. Thôi được rồi con. Bé là bao nhiêu? Bé hả? Bồ đâu? Cái bồ đâu? Bồ đâu? Bồ đồ 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 đồ. Thank you.
Tay béo là bà có. Thank you.
Con giật để tôi mời mời con. Giật. Anh đứng lên là phải phát tiền. Thì anh đứng lên là phải phát tiền. Thì anh đứng lên là phải phát tiền. Ai tầm ăn tầm quân con. Thì ăn tầm nô đi. Thế sao như đi bộ đội. Bạc bạc bạc. Tiền bộ. Không có vấn đề mới đứng. Là sao này kép nó bảo lót bánh ra là thường xuyên á là tốn tốn là con là đẹp ca
Không, thầm cũng mừng cười, mừng cười. Cậu không vô cái lời rúa còn đồng. Nhưng ở đâm vẫn tài lại nó ngồi. Đồng bánh tét với ấy lùng không nữa. Lùng giáo. Đó, gì đó. Dạ. Yeah, một lon thôi mua chi nhiều cái này. Thằng như nó kìa, tôi lại rồi mì không hết. Ba giờ em đi. Ba mẹ em đến. Muốn hơi đậm. Cầm lên đầy biết luôn. Chạy đi vô, chạy. Không thật lạnh. Đây. Bẻ xuống kia nữa nè. Bẻ xuống kia này rồi từ từ. Bẻ này qua. Bẻ này lại. Ha. Là lên. Xuống nè, cái cây này. Rồi, đi đi xuống cầu nào. Nó nắm được nữa. Nắm được nữa. Da 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 cái lột à. Da da cái lột. Nữa. Ta là chưa từng ăn. Ta chưa từng ăn bắt. Da da hết. Rồi. Quá bánh thề đó là cho như ta biểu mày đây luôn. Dẫn con đi với đi. Dẫn con đi với. Dạ. Ừ. Con đang thiền hay là hay ăn, muốn ăn đó
Món quế mấy cô bác chị đặt sẵn món quế, bắp
như bất cả bất tình bếp người. Món Huế mấy cô mấy chị, đặc sản món Huế giống như bắp cà, món cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng và vệ sinh, kính mời. Món Huế mấy cô mấy chị, món Huế mấy cô mấy chị, đặc sản món Huế giống như bắp cà, rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng và vệ sinh, kính mời. Món Huế mấy cô mấy chị, đặc sản món Huế giống như bắp cà, món cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng. Chị gái, quen về mặt ghê chị gái. Món Huế mấy cô mấy chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Món Huế mấy cô mấy chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Món Huế mấy cô mấy chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Cảm ơn. Món Huế mấy cô chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà. Bắp cà rò, bắp cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Cảm ơn. Món Huế mấy cô chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, bắp cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Cảm ơn. Món Huế mấy cô chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, bắp cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, bắp cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Cảm ơn. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Cảm ơn. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà rò, món cà cơm, bắp dừa, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng sản xuất. Cảm ơn. Món Huế mấy cô bác chị. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng. Cảm ơn. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm. Món Huế mấy cô bác chị, đặc sản món Huế, bắp dừa, bắp cà, bắp cà rò, món cà cơm, đảm bảo chất lượng. Chứ qua bò tươi đó, bò tươi muốn uống đó. Thank you.
hợp hơn rồi. Đúng đấy. Cho đứa con liền không có. Thấy thì chết. Dục quá trớn nữa rồi. Đâu quay phim nó bóc ra nè. Lục lần này. Ừ, mới chưa. Đó là quay rồi. Mua đi, mua đi. Cho hẳn thử lục hẳn nó mua. Lục sợ ta. Đó là cho em đi đầu chỗ này mày. Đầu chỗ này mình bón đau đùa. Sống nhiều quá à. Sống sống như một cái trụ cho phải. Không ngon mà. Trong trong bà ấy mà thế mà. Trong trong thế rồi mà bà. Đâu gì có mong em. Nào đây đây lên đây. Em cho tao đồ tao đi nè. Quay đi, quay đi. Dành nhau đi cho họ quay đi. Tôi bắp con nữ cái rồi lái chùm nó nữa. Có căng chặt căng. Ba mua ba. Ôi chắc đây giùm đó. Cái này thôi rồi. Căng thử ba đốt lẹ. 15 rồi. Nếu quả như thọ này phía dưới. Đây có căng nó nè. Dạ thôi. Ôi cái này là cầm tàu thằng nước lá ngay.
có hai triệu nữa nè. Đây ba nhỏ bón gì đây cũng là có cái tha đi. Mà đang mới lên nam sinh nam ơi ngọn lấy màu bốn khúc này để câu. Chung gì lá mùi nè. Đúng hướng. Đúng hướng rồi. Bây giờ mới gì mùi ngon. À, tháo lại trong đây. Biết là má này đấy của mất chút nữa. Gì cái thời đây mà cũng màu là công tốt. À, quán của tự cô có bón rất trời rồi. Có đục cái bón còn đó rồi. Ái đang cầu nhấm vào món chứ không dám lái nữa nha.
con nó nè, mua cái nó vậy con. Ấy bốn hai cân một vậy đó.
Cái này chưa lấy mà nó chứ đấy.
Rửa thè nhung. Họ đang ăn chay này. Chiếc ăn vô cái chị ba. Ăn chè nước không? Không ăn. Ăn chè khi mà không có nước. Chị ba. Cô ăn, cô ăn cái gì? Ngon luôn. Con có mình kè giúp nước muối kìa. Ngon không cọp? À, ngon. Anh bún đi làm rồi. Anh bún đi làm rồi. Ai nhìn nên rồi về ngủ. Ngủ bữa kia để chơi. Buồn bật lạc hơi chứ con. Bật hơi. Con cái là lúc ngủ mà. Thế lúc còn nhỏ mà nên đến sửa. Chắc được mà. Một, hai, ba. Không đẹp luôn. Cột tóc không đẹp luôn. Em đang cột. Cho ăn kìm nữa, cho nên là tao sẽ hết. Ăn không à. Con dễ mà ơ. Đi ăn mà tiêu lá rồi đúng không? Đâu có tiền. Kem nước. Ăn hết nha. Tiền nước. Ừ. Ngon quá. Ừ. Ôi. Tôi có sữa rửa tiền. Hắn lừa trong miếng cọp. Để hắn trong miếng ăn. Đi về lấy quả khí. Quả khí. Chúng ta lại được biết. Không thấy vết kìa con. Thế đây. Em lại bóng mi này. À, có mi bóng. Lúc mới còn ừ. Đúng rồi, chơi cái nhìn nữa. Mình cũng điên như họ đó con. Thăng thăng mà chú Khánh đó. Bột phết. Hương như vừa á chị ba. Hả? Ngon. Ủa? Ngon quá. Có ăn quá. Có ăn nè. Con có chưa? Có hai cặp. Một ít cặp. Những đời cặp yêu hơn. Cặp yêu cay hơn. Bệnh đúng đến ba cặp. Bác Phật. Phật. Bốn cái hôm sinh nhật của hai nữa. Đúng rồi. Hai dưới sinh nhật.
Hoàng chưa được đàn chúc mừng sinh nhật em yêu. Đức mẹ mẹ đi chơi bác mẹ làm gì? Đúng rồi, đen này, bồ của đen, đen này. Đúng. Còn á. Thế hiểu riêng á hả? Hiểu riêng mà hắn cái đâu mà hiểu riêng. Mình sẽ ăn. Bông, bông, bông. Em, đây là cái gì em? Bông. Cọp, cọp nó không được, chị ba không ra. Anh nói là cọp. Mì hộ ở đâu? Bóp, bô cái cá của bóp. Bơi nặng kìa. Ngon tí đó. À, ăn gì? Ờ, mì mì kêu quân rẻ. Ăn gì hả? Ờ, đúng rồi. Còn vẫn được đập phân nữa. Ai cầm đúng? Ừ, quát là căng đen. Ôi trời ơi. Đen, bà đặt người đen đi. Nắng nhìn bay. Ừ, cây mặt mình á. Bây mình đặt mưa hơn rồi có dưới dạ. Rồi. Ừ. Sinh nhật. Hôm nay không có sinh nhật có đen lâu rồi. Hôm giờ đây, hôm giờ sinh nhật có đen. Hôm giờ thằng lớn đó, sinh nhật của em view nhẹ. Một vang chấm. Ủa, đừng nhìn họ ăn. Đúng, ở đây. Hát nè. Hát bằng nhìn miếng ăn rồi. Ê, chiều. Mà ta cho mèo đó hả? Chú hiu. Mà chết chú bèo đó hả? Cái đùa chú bèo. Đây là múa thằng.